Vũ Hồng xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh bán nhà chính chủ Sài Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở địa chỉ là 16/2 đường Tuy Lý Dương, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình nằm gần cầu Già Già ha, gần ngay chỗ vòng xoay đường Tùng Thiện Dương từ quận 8 sang quận 5 ha. Nhà mình thì trước đây là chủ kêu bán là gần 5 tỷ, nay là chủ kẹt tiền nên là chủ giảm còn là 3 tỷ 750 triệu đồng ha. 3 tỷ 750 triệu đồng. Căn nhà chiều ngang là 3m2 và chiều dài là 14m5. Nhà có kết cấu một trệt, một lầu và một sân thượng. Sân thượng mình làm thành được một lầu luôn nha cô chú chị bạn. Nhà có trụ viền hồng hoàn công rồi, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Thì chủ nhà là trang bị sẵn cho nhà mình đó là một cái chìa khóa smart key loại thông minh, mở cửa bằng chìa khóa vân tay, app điện thoại, rồi cạc, rồi mã số, rồi bằng chìa cũng được luôn ha. Thì với cái hệ thống tủ, tủ bếp là cao kịch trần luôn ha, kịch trần đựng rất là nhiều đồ luôn nha. Thì hệ thống nước nóng lạnh là trang bị sẵn cho mình luôn rồi. Thì ngoài ra chủ cũng lắp sẵn cho mình hai cái máy lạnh, ngoài ra chủ còn tặng thêm cho mình là một cái tủ lạnh loại lớn và một cái bếp ga và một cái bếp hút mùi của Đức ha, hút mùi của Đức nha, và một cái bộ sofa nha. Đó, chủ nhà tặng hết cho mình luôn nha cô chú chị bạn. Giá là 3 tỷ 750 triệu đồng là giá chốt bán ha. Chủ mã lắm rồi. Thì căn nhà này thì chủ không có vay ngân hàng, nhưng mà những căn khác là chủ đang vay nhiều lắm, nên giờ lãi suất ngân hàng cao á, chủ đuối lắm. Chủ sẽ bán cho mình với giá là 3 tỷ 750 luôn. Thì cái giá này là xem như là mua đất là tặng cái nhà là rất là đẹp luôn ha, mới xây luôn nha. Không có chỗ nào chê hết. Toàn bộ cái hệ thống đèn của nhà mình á là sử dụng cái hệ thống 3 cái loại màu, là mình có thể bật công tắc mở là nó sẽ đổi cái màu trắng sáng, rồi màu hơi trắng vàng và một loại đồ màu vàng, tùy cái mỗi cái lúc mà mình sẽ sử dụng mình sẽ mở ha. Thì xin nhắc lại là căn nhà mình á nằm gần ngay chỗ cái siêu thị Cô Mắc trên đường Tuy Lý Dương, nằm gần dòng xây của đường Tùng Thiện Dương, giao giữa đường Nguyễn Văn Của với đường Tuy Lý Dương với đường Tùng Thiện Dương. Thì từ đây mình qua quận 5, quận 1 rất là gần luôn nha, quận 6, quận 10 cũng vậy luôn. Thì cô chú chị bạn quan tâm thì liên hệ Vũ Hồng ha, Vũ Hồng sẽ mở cửa cho cô chú chị bạn xem và gặp chủ nhà để giao dịch nha. Một căn nhà quá tuyệt vời luôn ha. Cô chú chị bạn nào đang tìm nhà ở phân khúc này thì hãy gọi cho Vũ Hồng liền ha, chứ để không kịp nha. Nếu có bạn bè người thân có nhu cầu mua nhà tầm phân khúc 3 tỷ 750 thì hãy gọi cho Vũ Hồng ha. Nhớ chia sẻ video clip này cho họ để giúp cho họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà luôn nha cô chú chị bạn. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review cho cô chú chị bạn xem. Đây, cái hệ thống cửa vân tay của mình đây ha. Vũ Hồng sẽ cho cô chú anh chị bạn thấy. Ở đây mình mở cửa bằng vân tay nè. Ở đây bằng mã số nè. Sẽ đóng 100 vân tay, mã số, kẹt và chìa. Mở bằng app điện thoại luôn cũng được ha. Thì nhà mình là cửa sắt, kính cường lực nha. Thì ở trên là mình sử dụng toàn bộ là cửa nhôm sinh pha với nhôm với cửa nhựa lõi thép mà kính cường lực toàn bộ luôn nha. Từ lối đi trong nhà ra ngoài thì được lót đá vỉa hè hết, rất là sạch sẽ luôn ha. Nhà mình có hướng chính là hướng đông nam nha, chủ quyền hồng, ngang là 3m2 và chiều dài là 14m5. Diện tích đất được sở hữu là gần 45m2. Thì nói chung là chủ cần nên là chủ bán với giá này, sợ chủ bán được căn khác, sợ chủ không bán căn này. Nếu mà giải quyết được một căn thì chủ sẽ không bán ha. Thì bây giờ cô chú chị bạn nào quan tâm thì hãy gọi liền cho Vũ Hồng, Vũ Hồng sẽ mở cửa cho cô chú chị bạn xem ha. Xin nhắc lại kích thước nhà mình ngang là 3m2 và chiều dài là 14m5. Diện tích đang sở hữu toàn bộ là khoảng gần 45m nha. Chủ nhà là tặng cho mình là cái bộ sofa này, bộ sofa da này, cái tủ lạnh lớn luôn ha. Thì Vũ Hồng review luôn cho cái sổ luôn cô chú chị bạn xem ha. Sổ nhà mình đây, địa chỉ là 16/2 đường Tuy Lý Dương ha. Diện tích đất đang sở hữu trên sổ là 43.5, thực tế là 44-45m là nghe cô chú chị bạn. Nhà mình có hướng chính là hướng đông nam nè, chủ quyền hồng hoàn công rồi ha. Sổ mới 2022 luôn nha. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, không bị quy hoạch giải tỏa gì hết. Đó, nhà mình là chủ trang bị cho mình là đủ tận răng rồi. Bây giờ ở căn nhà này thì nằm ở trung tâm thì quá tuyệt vời ha. Cô chú chị bạn hãy nhìn cái không gian của gian bếp nhà mình nè. Tủ bếp cao kịch trần và sơn chống trầy luôn ha. Đó, chống bám nhân ca tay chống trầy, đèn led, đèn màu đầy đủ hết. Và kính này là kính cường lực mờ ha. Thì ở đây cô chú chị bạn nhìn thấy cái hệ thống vòi sen rồi rửa nè, đó vòi sen vòi rửa thì làm xịt nè, mở ra đẩy vô đó. Ở đây sâu lòng ha, inox 304 rồi loại chống dính luôn. Ở đây thì bếp của Đức luôn ha, bếp máy hút mùi là của Đức luôn nha. Đó, cái tủ lạnh này chủ tặng luôn cho mình ha cô chú chị bạn.
Đó, nhà mình chiều ngang là 3m2 và chiều dài là gần 15m, 14m rưỡi, gần 15m á. Cái đèn này là đèn màu, vừa đèn màu mà cái vừa quạt luôn ha. Mình có thể chỉnh bằng remote nè. Đó, đèn giữa nè và bốn góc độ nè ha, tắt mở, nhẹ mở, mở mạnh. Và ở dưới đây hẹn giờ ha. 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ và 8 giờ ha. Ở đây trên tường thì chủ nhà là có viền gạch hết rồi cho mình. Đây khi mình lau chùi á là nó khi mà cái tường cái đồ lau mình đẩy vô nó không bị vô tường nha. Và nhà vệ sinh ở dưới đây có một cái nhà vệ sinh bồn cầu một khối, thiết bị vệ sinh cũng loại xịn ha. Ở đây thì có cái vòi nước nóng nước lạnh sẵn rồi, mình có thể mình lắp bằng hệ thống năng lượng mặt trời ở trên, hoặc mình cũng có thể lắp bằng bình nước nóng Ariston ha. Ở đây chủ trang bị sẵn là nó dán cao lên đến trời rồi. Ở dưới đây thì cửa là cửa nhôm chinh pha bản lề kim long và kính cường lực ha. Đó, hệ thống đây là toàn bộ sử dụng inox 304 hết nha. Đó, đèn thì sử dụng đèn này là đèn cảm ứng luôn nha cô chú chị bạn, đèn này là sử dụng đèn cảm ứng luôn ha. Tủ gỗ mình có thể ở đây mình có thể để đồ ở dưới đây nè, được rất là nhiều luôn nha. Nãy quên chú Hồng cô chú chị bạn xem, ở đây là cái hệ tủ gỗ này là mới nhất năm 2022 luôn ha. Đó, ở trên đây mình có thể mình làm thêm chỗ để đồ kho cũng được, mình không để thì mình thôi. Thì ở dưới trệt này đặc biệt có một cái phòng để cho người lớn tuổi ở đó, một cái phòng ở dưới cho người lớn tuổi là không phải đi lên cầu thang ha. Mình cũng có thể vừa ở vừa cho thuê cũng được trên lầu ha. Thì đây là ở dưới không gian ở dưới trệt nhà mình nè, có một phòng mới biết sao. Đèn đây là đèn led, đèn màu ha, mình có ba màu, đổi màu được luôn nha. Mình đổi từ màu vàng rồi màu trắng rồi màu hơi vàng vàng trắng trắng. À, ở đây chủ trang bị sẵn một cái máy lạnh rồi ha, máy lạnh mới luôn nha. Nhà này là nhà mới chưa sử dụng nha cô chú anh chị bạn. Rồi bây giờ cô chú anh chị bạn hãy nhắm lại không gian ở dưới trệt ha. Ở đây là cái nhà vệ sinh mình ở bên trong nè. Đó, đây là nhà vệ sinh và đây là cái không gian phía bên trong của nhà mình. Bây giờ chú Hồng review lên trên lầu ha, lên trên lầu để anh chị các bạn xem nha, lên trên lầu ha. Thì lối đi này là lúc trước mình xây dựng cái phần ngoài này là xây dựng 40, là còn phần này giờ mình làm cầu thang đi lên trên luôn ha. Cầu thang thì bên hông là bằng kính cường lực và cái này là inox 304, mặt đi bằng đá hoa cương dán từ trong ra ngoài, từ trên đến dưới luôn ha, rất là sạch sẽ, điện chính nước chính luôn ha. Rồi ở đây thì mình phun ha, mình phun nè. Rồi mời cô chú chị bạn lên trên lầu ha, mình có thể mình ngăn cái phòng phía đây giống như thế này, mình ngăn ra mình cho thuê bên trong đó, mình cho thuê bên trong ha. Đó, thì nguyên cái này thành một cái phòng căn hộ dịch vụ luôn, kính cường lực đó, ở đây là bằng nhôm sinh pha kính cường lực ha, hệ thống đèn đây. Và ở đây nè cô chú chị bạn nhìn nè, nguyên cái không gian này màu trống, còn trống mình để mình tự sắp set up ha, mình có thể làm đây được 1-2 phòng, phía trong là 3 phòng, một nhà vệ sinh ở trên đây đó, đèn màu ha. Xin nhắc lại là nhà mình nằm gần nha chỗ vòng xoay đường Tùng Thiện Dương nha cô chú chị bạn. Ở đây là bên trong là cái phòng bên trong nè, phòng bên trong thì có cửa sổ, có máy lạnh, đèn quạt đó, vị trí gắn quạt luôn ha. Ở đây thì nhà vệ sinh, ở đây đặc biệt là chủ nhà sử dụng ở đây là bằng cửa nhựa lõi thép ha, kính phát đạt nha, nè kính phát đạt ha. Ở đây là nhà vệ sinh ở trên lầu 2 nè, đó nhà vệ sinh trên lầu 2 nè ha, có sẵn vị trí cho mình gắn máy nước nóng nước lạnh luôn ha. Đó, tủ nè, đó mở ra, ở đây có cái đèn luôn nha, gắn đèn cảm ứng vô đây ha, bồn cầu một khối. Rồi mời cô chú anh chị bạn lên trên lầu chú Hồng nha, lên trên lầu ha. Đây là hệ thống điện của toàn khu này, mình lên trên lầu ha. À, đây là không gian, ngắm nhìn lại không gian ở dưới lầu tầng 2 lầu 1 ha. Rồi mời lên trên lầu ha. Là ngay chỗ dòng xoay cầu Nhị Thiên Đường, gần dòng xoay ngay chỗ đường Tùng Thiện Dương á, gần cơ mắt Tuy Lý Dương ha. Đây là không gian ở trên nè, rất đẹp luôn cô chú anh chị bạn ha. Đó, không gian ở trên nè ha. Mình có thể mình làm phòng, mình cũng có thể làm sân thượng để mình nghỉ ngơi giải trí rồi ha, bạn bè tới chơi. Đó, rất là đẹp ha. Ở đây là làm gỗ, còn ở đây là nhựa giả gỗ, còn nhựa ở đây là nhựa PVC. Còn đây là nhôm. Nhôm. Đó, xung quanh ở bên trong nè, rộng rãi không cô chú chị bạn nhìn ha. Trần thì làm rồi, ở trên thì cũng làm song sắt bảo vệ rồi ha. Trần thì nhựa nè. Có cái chỗ thoát hiểm luôn nữa nè. Xung quanh nhà mình cao ráo ha, sạch sẽ ha. Rất đẹp luôn nha. Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình ha. Nhà mình địa chỉ là 16/2 đường
Tuy Lý Dương, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, ngay chỗ dòng xây đường Tùng Thiện Dương nha, gần cô mắt Tuy Lý Dương. Căn nhà mình thì có kích thước ngang là 3m2 và chiều dài nhà mình là 14m5. Nhà có kết cấu một trệt, một lầu và một sân thượng. Nhà có chủ quyền hồng, nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Nhà nằm gần cô mắt Tuy Lý Dương ha. Giá chủ nhà trước đây kêu là gần 5 tỷ, nay chủ giảm giá là còn là 3.750.000 đồng. Chủ tặng cho mình một cái tủ lạnh, một bộ bàn sofa, một bộ sofa da, hai cái máy lạnh, và đã trang bị cho mình sẵn là bếp của Đức, máy hút mùi của Đức, cửa cái ổ khóa là smart key 2022 ha, mở được nhiều chế độ vân tay rồi mã số mật mã rồi sẽ từ rồi chìa khóa áp điện thoại đủ thứ hết ha. Thì nhà mình trang bị hệ thống nước nóng luôn cho mình sẵn, về mình lắp vô mình xài thôi. Nhà này thì có chủ quyền hồng, mua bán ký công chứng nhân tên. Nhà mình là nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, không bị quy hoạch giải tỏa miếng nào hết nha. Nhà mình thích hợp đi sang quận 5, quận 1, quận 6, quận 11, quận 8. Nhà mình thì chỉ đi từ đây qua bưu điện quận 5 là khoảng chừng 3 phút thôi. Đó, ngay chỗ dòng xây trên đường Tùng Thiện Dương. Thì kế bên cái mấy cái ngân hàng ACB, SCB, Sacombank. Ở đây thì gần trường học, gần siêu thị cô mắt Tuy Lý Dương. Thì cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc Du Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Du Hồng sẽ trực tiếp mở cửa cho cô chú anh chị bạn xem nhà. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem nhà, mình xem video từ kênh Nhà Đất Sài Thành thì mình hãy đăng ký kênh và bật chuông để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh Nhà Đất Sài Thành. Còn nếu như mà mình đã xem kênh nhiều lần rồi và đăng ký kênh rồi thì chia sẻ video clip này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua một căn nhà giá 3.750.000 đồng, diện tích đất là 45m2, một trệt, một lầu, một sân thượng, nhà hoàn toàn mới, tặng nhiều thiết bị nội thất cao cấp, thì hãy chia sẻ cho họ để giúp cho chủ nhà bán được nhà, cũng giúp cho người thân mình mua được nhà ha. Vũ Hồng cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết clip quay nhà 16/2 đường Tuy Lý Dương, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh tại đây. Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn ở những video quay nhà lần sau. Vũ Hồng xin chào ha, xin chào nha cô chú anh chị và bạn.